Để góp phần thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo bền vững của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện chương trình chung tay vì người nghèo trên sóng phát thanh truyền hình. Mục đích của chương trình nhằm tạo sự kết nối giữa các cấp chính quyền, đoàn thể, quỹ doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức cá nhân từ thiện. Qua đó, lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp đến với người nghèo, hỗ trợ tiếp sức để giúp họ có điều kiện thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang rất mong nhận được những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng đồng hành với chương trình này để sẻ chia những khó khăn với người nghèo. Sự chung tay đồng hành của quý vị sẽ luôn là niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Chương trình sẽ chính thức ra mắt và phát sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2022 trên kênh KG1, trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc www.kgtv.vn, kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang, fanpage Truyền hình Kiên Giang hoặc www.facebook.com/KiênGiangTV Online. Kính mời quý khán giả đón theo dõi và tham gia đồng hành cùng chương trình.